Nhiều người tin vào thuyết âm mưu, rằng cả thế giới đang bị kiểm soát bởi một vài tổ chức bí mật nào đó, và kẻ đứng sau bức màn hoàn hảo này chính là các gia tộc giàu có bậc nhất trên thế giới. Sự thật về các gia tộc đang nắm trong tay số tài sản kếch xù lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ, thậm chí là hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, luôn là một đề tài nóng được toàn thế giới quan tâm và mong muốn khai phá suốt nhiều thế kỷ qua. Và hai trong số những gia tộc quyền lực nhất thế giới, đó chính là nhà Rothschild và nhà Morgan. Chưa có thành viên nào trong gia tộc Rothschild xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới của các tạp chí tài chính uy tín. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng tổng tài sản của gia tộc được cho là giàu có nhất thế giới này lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Sự nghiệp của gia tộc Rothschild bắt đầu từ thời ông Meyer Amschel Rothschild, người xuất thân từ một gia đình Do Thái nghèo khó, sinh sống tại thành phố Frankfurt của nước Đức. Dù sinh sống trong điều kiện khó khăn, nhưng ông Meyer Rothschild đã tìm cách vươn lên trong cuộc sống bằng việc tham gia vào công việc kinh doanh vải lụa và trao đổi tiền tệ của chính cha mình. Nhờ tư chất thông minh, ông Meyer nhanh chóng trở thành nhà buôn tiền quý hiếm và bắt đầu xây dựng các mối quan hệ công việc với nhiều nhà kinh doanh tài ba hoặc người trong giới thượng lưu, trong đó có Thái tử Wilhelm của đế chế Đức. Từ các mối quan hệ đặc biệt, ông Meyer đã thành lập doanh nghiệp và dần dần thay đổi hoạt động, kinh doanh giao dịch tiền xu sang lĩnh vực ngân hàng. Chỉ trong vòng một năm, từ 1795 đến 1796, tài sản của ông đã tăng 15 lần. Khi doanh nghiệp đã lớn mạnh, ông nhanh chóng mở rộng hoạt động ra châu Âu và toàn thế giới. Ông đã cử 5 người con trai đến các trung tâm tài chính của châu Âu như Frankfurt tại Đức, Napoli, Italia, Viên tại Áo, Paris tại Pháp và London tại Anh để mở ngân hàng. Đây cũng chính là những bước khởi đầu đặt nền móng cho đế chế ngân hàng lớn mạnh trên toàn cầu của gia tộc Rothschild. Charlemagne, bằng những mối quan hệ rộng mở trong giới tài chính, dòng họ Rothschild đã xây dựng hệ thống thu thập, truyền tin tình báo tài chính chiến lược. Họ cử nhân viên đến nằm vùng ở thủ đô, thành phố lớn, trung tâm giao dịch, trung tâm thương mại quan trọng của các quốc gia châu Âu. Nhờ các thông tin bí mật đắt giá, gia tộc Rothschild luôn đi trước các đối thủ một bước và ngày càng thành công trong việc kinh doanh. Cuối thế kỷ 19, nhiều người tin rằng gia tộc Rothschild đã lớn mạnh đến mức kiểm soát đến một nửa nguồn tài chính của thế giới, đủ sức tài trợ chiến tranh cho quân đội các nước hay cấp vốn xây dựng kênh đào Suez tại Ai Cập. Thậm chí vào thời điểm bấy giờ, Rothschild trở thành từ ngữ dùng để chỉ sự giàu có. Họ tạo nên một đế chế tài chính ngân hàng thuộc hàng hùng mạnh nhất mọi thời đại. Trong những năm gần đây, Rothschild đã tư vấn cho gần 1.000 vụ sáp nhập và mua lại thành công các ngân hàng với giá trị lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Rothschild cũng từng tư vấn về các vấn đề tái cơ cấu cho doanh nghiệp lớn nhất và cao cấp nhất trên thế giới. Nhiều nguồn tin còn tiết lộ, gia tộc Rothschild hiện đang kiểm soát tới 165 ngân hàng trung ương của các nước khắp thế giới, từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển. Đáng chú ý, theo nhiều chuyên gia nghiên cứu tài chính, Fed thuộc sở hữu của 8 cổ đông lớn, trong đó có gia đình Rothschild ở London và Berlin. Không chỉ bị nghi ngờ về việc kiểm soát các ngân hàng trung ương thế giới, gia tộc Rothschild cũng bị cáo buộc thao túng giá vàng và cũng có nguồn tin cho rằng họ còn kiểm soát cả thị trường tiền mã hóa. Ngoài lĩnh vực tài chính, đến nay, gia tộc Rothschild cũng vươn rộng tầm ảnh hưởng và hoạt động mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp, điều phối các tổ chức từ thiện mà họ sáng lập. Những năm gần đây, gia tộc Rothschild còn nổi tiếng trong ngành sản xuất rượu vang khi sở hữu nhiều trang trại trồng nho, ủ rượu ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Phi cho đến Úc. Những người tin vào thuyết âm mưu còn nghi ngờ rằng gia tộc này là thành viên của hội kín Illuminati, tổ chức được xem là quy tụ những nhân vật nổi tiếng nhất trên thế giới ở các lĩnh vực, từ chính trị, tôn giáo, tài chính tới văn hóa và giải trí. Dù vậy, các thành viên trong gia tộc Rothschild đều rất kín tiếng. Do đó, những bí ẩn về hoạt động kinh doanh cũng như khối tài sản chính xác của gia tộc này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hai là gia tộc Morgan. Gia tộc Morgan là một đế chế tài chính và ngân hàng khổng lồ, bắt đầu thống trị ở Mỹ và trên toàn thế giới trong khoảng thời gian cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các thành viên trong gia đình tích lũy được khối tài sản khổng lồ qua nhiều thế hệ. Người khởi đầu giúp tiếng tăm của gia tộc này vươn tầm thế giới là John Pierpont Morgan. John Pierpont Morgan sinh ra tại Mỹ. Cha của ông là Junius, một chủ hiệu chuyên bán sỉ thức ăn khô. Sau này ông kết hợp cùng bạn mình là một doanh nhân buôn bán trái phiếu ngoại tệ nổi tiếng tại Mỹ. Chính vì vậy, sự phát triển của Morgan có một phần đóng góp không nhỏ của cha ông. Tuy nhiên, Morgan sở dĩ trở thành thống soái trong giới tài chính Mỹ không phải nhờ vào nền tảng gia đình,
mà bởi ông là một người giỏi nắm bắt cơ hội và quyết đoán. Chính sự quyết đoán đó đã đưa Morgan dần lên vị trí ông vua tài chính ngân hàng. Với sự hậu thuẫn của cha, Morgan đã sớm thành lập một công ty nhỏ và có được vị trí trong sở giao dịch chứng khoán New York, mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, tài sản của ông thực sự gia tăng khi cuộc nội chiến Mỹ xảy ra vào giữa thế kỷ 19. Với nhiều người, chiến tranh gắn liền với sự sợ hãi và họ né tránh. Nhưng với Morgan, đây lại là một cơ hội làm ăn lớn. Mặt hàng mà ông quan tâm chính là vàng. Lý do bởi, giá vàng thời điểm này lên xuống liên quan đến việc thắng bại ở hai miền Nam Bắc. Chính vì vậy, để nắm vững những thông tin về cuộc chiến, Morgan đã móc nối với một nhân viên điện tín và từ đó, ông luôn có được những thông tin chính xác và thức thời hơn những người khác và có những điều chỉnh thích hợp cho việc bán vàng. Sau khi tích lũy được một số tiền lớn qua những giao dịch như vậy, hiệu buôn của Morgan trở nên có tiếng tại phố Wall và biến ông trở thành một ngôi sao trong giới tài chính lúc bấy giờ. Thời kỳ Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng năm 1893, Morgan cùng với gia tộc Rothschild đã hỗ trợ kho bạc nước này 100 tấn vàng để ổn định tài chính. Nắm trong tay nguồn cung cấp vàng cho chính phủ, tiền của Morgan tiếp tục đổ vào các tập đoàn lớn của nước Mỹ như là AT&T hay là US Steel. Có thể nói trong thời gian này, uy tín và tham vọng của ông còn lớn hơn cả chính phủ Mỹ. Tiếng tăm trong giới tài chính của ông không ai có thể sánh kịp. Đây được cho là nhân vật số 1 trong giới tài chính. Vào cuối thế kỷ 19, gia đình Morgan còn cho chính phủ Pháp vay tiền trong những cuộc chiến tranh. Sự kiện này làm cho họ trở thành tập đoàn đầu tiên tìm đến đối tác mới đầy tiềm năng, đó là chính phủ các nước. Một số nguồn tin cho biết, nhà Morgan đã cấp đến 5 triệu đô la Mỹ cho chiến tranh ở châu Âu chỉ với lãi suất 1%. Bên cạnh mảng tài chính ngân hàng, gia đình Morgan bắt đầu quan tâm đến những mảng kinh doanh khác mà đầu tiên là đường sắt, đồng thời tham gia lĩnh vực hợp nhất các ngành công nghiệp, thành lập US Steel, công ty có giá trị tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Gia đình Morgan cũng được mệnh danh là Napoleon của phố Wall. Suốt nửa sau thế kỷ 19, các ngân hàng của Morgan đã biến nền kinh tế non trẻ của nước Mỹ thành một cường quốc công nghiệp mạnh nhất thế giới. Đến đầu thế kỷ 20, Morgan đã thành lập những tập đoàn công nghiệp khổng lồ trong Mỹ và khiến trung tâm tài chính thế giới dịch chuyển từ London sang New York. Năm 2000 diễn ra một sự kiện nổi bật trong giới kinh doanh thế giới. Đó là tập đoàn Chase Manhattan ký kết hiệp ước sát nhập với tập đoàn JP Morgan bằng một thỏa thuận trị giá 33 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng sáp nhập hai tập đoàn khổng lồ này trở thành ngân hàng cho các nhà tài phiệt lớn mà tên tuổi của họ làm nên sức mạnh của tầng lớp tư sản nước Mỹ. Vụ làm ăn này diễn ra khi cả hai tập đoàn muốn tăng sức mạnh để cạnh tranh với các đối thủ của họ. Tính đến năm 2013, thống kê cho thấy khối tài sản mà JP Morgan nắm giữ vào khoảng 41,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng nhiều người tin rằng con số này thậm chí còn trở nên lớn hơn. Ngoài hai gia tộc kể trên, gia tộc Morgan và gia tộc Rothschild, bạn còn ấn tượng với những gia tộc nào khác đã kiểm soát kinh tế, tài chính của cả thế giới? Và ở Việt Nam, liệu có một gia tộc nào như vậy hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.